Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài bình luận Họ Nhà Ích. Mới đây, ông Tập Cận Bình là chủ tịch của Cộng sản Tàu đã làm một chuyện khôi hài để cho thế giới theo dõi. Và chuyện khôi hài này đang được nhà cầm quyền Trung Cộng lo âu, lo cắt sữa, kiểm duyệt để mà phi tang. Thế nhưng mà đã quá trễ. Và cái câu chuyện này đã xảy ra khi mà ông ta phát biểu tại hội nghị doanh nghiệp tại thành phố Hàng Châu, nơi tổ chức hội nghị G20. Ông Tập Cận Bình đã dẫn câu cổ ngữ của nước mình để khoe khoang tình hình kinh tế toàn cầu. Khinh quang dịch đạo, thông thương khoang nông. Nhưng mà vì các nét chữ trong chữ nông rất giống chữ y, tức là y phục, nghĩa là quần áo, cho nên ông ta đã đọc nhầm rằng. Dẫn đến có nghĩa là trút bỏ y phục, thay vì có nghĩa là nới lỏng chính sách nông nghiệp. Câu thông thương khoang nông đã bị lẻ làng kiểm duyệt trên trang Weibo của Trung Cộng ngay sau khi nhiều người bắt đầu bình luận về sự việc đó và muốn truy cập thành ngữ này thì không tìm ra tin tức gì cả. Việc kiểm duyệt và ngăn cấm người truy cập vào Internet xảy ra rất là thông thường khi mà có những cái sự việc như trên. Như vụ Formosa, sau khi biết được nguyên nhân cá chết thì nhà cầm quyền đã kiểm duyệt trên Internet và điện thoại cầm tay. Dân chúng nào mà dùng những danh từ Formosa hay cá chết thì đều không có truy cập được. Điều tai hại cho ông chủ tịch Tàu Tập Cận Bình sau cái sự việc mà đọc chữ Tàu không thông thì người ta đã bàn tán về trình độ học vấn của ông, mà điều này lại là một điều nhạy cảm hơn nữa, cho nên nhà cầm quyền không có hài lòng chút nào. Hầu hết lý lịch của các tên lãnh đạo Cộng sản đều mù mờ. Tuy nhiên có một thứ không mù mờ chút nào, đó là họ đều xuất thân từ bần cổ nông, học vấn cỡ tiểu học. Thế nhưng tuổi đảng thì bề thế lắm, và đó cũng là yếu tố để cho các ông này lên nắm quyền lãnh đạo quốc gia. Tập Cận Bình bỏ học khi còn học cấp 2 của thời cách mạng văn hóa Tàu để đi làm lao động ở vùng nông thôn tỉnh Thiểm Tây. Nghỉ học cả 10 năm, thế mà không biết làm sao lại đi học đại học được và rồi đậu được bằng tiến sĩ luật. Có lẽ vì giỏi về nghề luật rừng cho nên Tập Cận Bình dùng toàn luật rừng để biểu hiện vẻ kém học, kém văn hóa, kém ngoại giao. Chỉ muốn chứng tỏ ta đây là cường quốc số 1, không hề sợ hãi ai. Cho nên Tập Cận Bình đã tìm cách hạ nhục trả thù Tổng thống Obama. Chỉ vì ông bị ông Obama từng lên tiếng chê trách cái thái độ hung hãn ở trên Biển Đông. Nên khi chiếc máy bay US Air Force One của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa đáp xuống sân bay, thì họ đã dời cái chiếc cầu thang đi và cái tấm thảm đỏ thì được nhân viên của phi trường cuốn và đem cất đi. Và cũng không có lễ nghi quốc khách trang trọng dàn chào hai bên như họ đã làm với những lãnh đạo của quốc gia G20. Những hành động của Trung Cộng rõ ràng họ chỉ dùng hội nghị G20 ở Hàng Châu để chứng tỏ sự văn minh và sức mạnh của mình trước Hoa Kỳ và thế giới. Thế nhưng trong bài diễn văn soạn sẵn, không biết vì dốt hay là vì sơ suất không duyệt trước, cho nên Tập Cận Bình đã bị một vố đau điếng và thành ngữ trút bỏ y phục bây giờ đã dính liền với tên Tập Cận Bình, cũng như danh từ My Day in Việt Nam đã dính liền với Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khi ông yêu cầu các doanh nghiệp gia tăng xuất khẩu hàng hóa ở nước ngoài. Và Nguyễn Xuân Phúc cũng có nhiều bằng giả tưởng, trong đó có bằng sinh ngữ. Những người cũng có bằng cấp giả tưởng hoặc là chỉ học tới lớp 3 là cựu Thủ tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã lưu danh muôn thuở trong chuyến viếng thăm nước Pháp, và cái câu mở đầu ba Dũng đã cho thấy cái sự ngu dốt tối tăm. Tôi xin trình bày sự vui mừng khi được trở lại thăm nước Pháp ở Âu Châu và trên thế giới. Những tên lãnh đạo khác cùng chung một lò, bần cố nông, thất học, răng đen mã tấu khác là Đỗ Mười, tên Hoàng Lợn, thành Tổng Bí Thư. Và một tên lãnh đạo hàng đầu dốt nát nhất, kém văn hóa nhất, kém đạo đức nhất, đó là Hồ Chí Minh. Chuyên môn đạo văn của người tự viết bài ca tụng mình là cha già dân tộc và được trở thành danh nhân văn hóa. Những tên này chỉ lo thị uy khủng bố giết hại chính dân của mình nhưng lại co đầu rút cổ trước kẻ thù. Không có học hay là ít học mà có đạo đức thì nhân cách sẽ khác. Còn kém học mà gian ác điêu ngoa như Cộng sản Việt Nam thì bản chất hạ cấp hễ có dịp là hiện ra mồn một, như là đàn anh Tập Cận Bình của Trung Cộng chẳng hạn. Đó chỉ là con ếch muốn làm thành con bò, phùng mang trợn mắt, nhưng mà con ếch anh này
chỉ có thể là dọa nạt được con ít em là Cộng sản Việt Nam mà thôi, chứ không dọa được ai. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.